Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi lên rừng để hái nấm. Nấm keo. Khi mà trời mưa thì dưới mái lốp lé chỉ mọc lên các cây nấm, giống như cây này. Ok. Lốc này bị hư mất. Bên này nhiều. Nếu mà cái đầu nó trắng như vậy là ăn ngon, không bị hư. Ở đây thì bữa nay mình đi có bé mình chứ ong nữa. Cái đó bị hư mất rồi. Đây là nấm keo mọc lên từ dưới mái lá keo. Lên như cước bò, ai dám ăn ông Hùng. Đời kêu đời. Nãy giờ bé hái được nhiêu rồi? Được 20.000 chưa? Ông Hồng lấy luôn đi Dưỡng. Đầu con xíu mà đợi sách. Bên chỗ ông bé con là đi dạo mà đâu phải đi lùm như bên đây đâu. Bên kia không có. Bên kia nó cũng có cũng được. Trời ơi, vô mùi nó thui là phải rồi. Bên ngoài đây không mùi là mũi. Mũi nó nghe mùi nấu nó lại chứ. Gì? Rơi điền điền. Mà cái như vậy hả ông Hùng? Đây là nhiều quế nên là có sự lựa chọn. Đây. Ai chỉ ông lên đây, ông Hùng? Đó mụ mờ thay. Giống cô Phương Hằng như vậy. Có bao nhiêu không? Nhiều. Lú lú ngon. Bậm lắm. Tiền gì? Tăng. Nhiều, mới có nhiêu đôi mà nhiều. Đồ tè nào hái gánh mà. Ông
quay những cái mình dạo một chút mà lại mấy cái bự bự rồi cả hái không nha? Lật ở dưới. Lật sao? Lật tới chạy lên là ngon. Dạ là ăn được anh. Ăn được. Bự giờ ăn được không? Được. Ngon không? Nó tránh nhờ là nó đừng có lố lố là nó không. Được không? Đi con siêu siêu. Nắm kêu. Bên đây ít mà bên kia nhiều. Nhiều mà hư. Hư đâu? Người ta nắm người ta tinh non không? Trời không tính. Rồi, nắm dừa quá. Hay à, lúc lúc không anh? Nắm người ta hay tinh non người lắm. Bụi tinh quá chịu không? Gái thôi. Gái nó nhột chịu không nổi rồi gái. Mày nó nhớ. Đấy, nó bay 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 ông cứ đi, nó không nên sẵn kén. Nhưng mà ông chỗ không? Nó có theo ai đâu mà. Vì sao con mang quần đùi đây? Cắn nãy giờ. Ừ. Vì sao nó cắn nãy giờ sưng chân rồi đây? Mưa giỡn hay không? Ê. Đâu rồi? Vô xe rồi. Bên kia chắc là đang cắt coi. Thường thì mùa mưa nó sẽ mọc nhiều lắm. Thì nắm đây anh, nếu mà anh không quen thì nó đánh anh không được. Người dân ở đây anh không được, nó bỏ hết. Nên là mình mới lên đất của người ta mình hái. Mình xin mình hái. Chỗ đây không có mà. Ông thấy bé con đâu chưa?
Đồ nắm đuôi ghè. Nắm như nắm đuôi ghè. Ừ. Sau một tiếng đi đào, lộn đi đi lậm. Ngô đàn bà ra như vậy. Vuốt vuốt khí vuốt. Thấy vuốt này khả năng đúng không? Đặt và đi lượm. Thôi đi dẹp theo đây này, dẹp theo đây. Nhất nhất lại cho mày nắm đúng không? Nó sạch lắm. Nó thích lắm. Nụ không? Ủa nụ, nụ không hái nè. Nó sạch đúng không? Ủa chứ tướng nụ này là ngon chưa? Nụ hái cơ, nụ ngon nha ngon. Nụ không, do nãy giờ con hái rồi mà con thấy tướng không hái. Nãy hùng ông hái cây nấm giống như nấm đuôi ghè. Gì? Làm gì nhiêu đó chục ký? Bên đây nó thưa quá. Nhưng mà được cái bên đây không có muối. Bên kia muối quá trời. Con tướng đi lên cao rồi chưa? Đem vừa hai chai nước. Hái rồi giời mẹ ơi nè. Hai. Lon hai thành này. Mà mua chi dữ vậy? Không, mua chi nữa, hái được rậu. Wow. Trên đây quá trời. Ồ, trên đây quá trời. Ừ. Ủa, nấu hái, nấu bán, nấu có làm sạch không ta? Nó phải khô này nó bán có nhiêu tiền hơn anh? Ừ, vậy tính ra phải khô nó bán lợi hơn. Thank you.
nhiều quá cái mình đi cái gồm chỗ này nhiều quá giờ nó trồng cái chặt này đấy. Mày rảnh cũng lên núi mình thử. Núi mình chỗ cái chỗ chuồng dơ nhìn lên góc bên tay trái, bên tay phải đấy. Trái đấy. Nhiều. Nghĩ bè ấy kìa, bè lái toàn cái nhỏ không à, cái lớn bè không thấy, cái làm gì cứ hú miết thì đây là thành quẻ ao sáng giờ mọi người. Rồi chắc được 10 kg, nặng lắm. Thì sao? Mỗi người đó có một tác dụng riêng mà. Mệt chưa ông Hùng? Ừ. Không hái nữa anh. Sáng giờ bè con hái được 10 kg rồi hả ông Hùng à? Không hái vốn sao? Ừ. Rách kia bây giờ ông cũng bị chuẩn bị rách rồi kia. Thiệt là khổ cho mấy người nghiện thuốc.